Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là củ đề của xe Hilo 500. Với cái dòng củ đề này thì tất nhiên là nguồn điện của nó sẽ là 24V rồi ạ. Và đây chính là cái hình ảnh tổng quan mặt trước và sau của sản phẩm. Đây ạ. Củ đề thì được kết nối với nhau qua hai phần. Phần đầu thì sẽ bao gồm mõm đề và bánh răng lai đề, và phần đuôi của nó chính là phần thân đề. Phần thân đề là những cái phần mà sẽ bao gồm các cái bạc này, các cái lõi đồng này và các cái cuộn từ để giúp cho đề khởi động đấy ạ, và hoạt động đấy ạ. Còn đây chính là cái rơ le đề, hay chúng ta còn gọi là cái cóc đề, để giúp đóng mở cho cái củ đề khi mà chúng ta bật hoạt động. Đây chính là cái phần bánh răng của củ đề nhá anh em nhé. Đây là ba chỗ để chúng ta bắt vào ba chỗ điểm để chúng ta bắt ốc đây ạ. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Rất là xin lỗi mọi người là em cũng đang ốm, thành ra là nói nhiều thì nó sẽ hơi bị khàn, nên là anh em thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.